tôi ở bẩn này, ngủ ngáy to này, nghiến răng này, lười làm này, ham chơi này, quần áo thì 7 ngày không giặt này, 1 tháng thì không tắm này. Này, cô làm cái gì đấy? Tôi đang tránh xa cái loại bẩn thỉu như anh đấy. Lần nào gặp anh ấy, tôi cũng gặp xui xẻo cả. Đã thế lại còn bẩn rơi, bẩn thỉu nữa, kinh tởm chưa? Cứ làm như tôi thích cô lắm ấy. Con gái con đứa giữ như sư tử. Anh cũng tưởng như là tôi thích anh lắm ấy. Cái loại ở bẩn, ở dơ, lại còn xui xẻo nữa. Mà cho dù nhá, bây giờ anh có ở sạch ấy, thì tôi cũng chẳng bao giờ thích anh đâu. Thế thì kết thúc luôn đi cho nó nhanh. Con gái như cô á, tôi cũng chẳng thích đâu. Người vừa cọc cằn vừa hung dữ. Này, anh bảo anh cọc cằn hung dữ đấy à? Cái đồ hôi nách kìa. Này, cô bảo ai hôi nách đấy à? Đồ hung dữ kìa. Tôi bảo anh đấy, cái đồ hôi nách à? Này, mai sau nữa tôi cầu nguyện cho anh không có ai lấy, không có ai yêu. Này, cô hung dữ như thế á, còn lâu cũng có người lấy cô nhá. Ai lấy phải cô á, cô mà xui tam tộc nhá. Anh đừng có mà nguyền rủa người khác nhá. Cô đừng có nguyền rủa tôi nhá. Cô đi. Gái con đứa, ăn nói thô lỗ. Sao? Có nghĩa là buổi xem mắt không thành công á? Dạ vâng, em xin lỗi chị. Chị My này, nếu mà chị muốn trách phạt thì chị cứ trách. Có bao nhiêu thì em cũng dáng chịu ạ. Thôi được rồi, lần này chị sẽ bỏ qua cho. Đi làm việc đi. Dạ vâng. Mà từ từ, nhớ là phải giặt sạch đồ rồi trả lại cho chị đấy. Đừng có tưởng là chị quên xong rồi ăn trộm ăn cắp ở đây đấy nhá. Tiền triệu nó không ít đâu. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Alo, anh Huy ạ? Anh qua chơi ạ? Dạ vâng, em biết rồi. Lan Anh ơi, đi chợ sớm với chị nhá. Dạ vâng ạ. Lan Anh! Anh Huy ạ. May quá, tự nhiên lại gặp em ở đây. Mấy lần anh sang nhà em ấy, nhưng mà không gặp. Được đúng hôm nay thì My lại bảo là em đang đi chợ. Tự nhiên lại gặp ở đây, tốt thật đấy. Nhưng mà anh Huy à, anh với chị My là bạn với nhau. Em và anh đứng đây nói chuyện với nhau thế này không tiện cho lắm. Không tiện gì chứ, anh coi em là bạn mà. Với lại anh bảo, bây giờ ấy, em còn trẻ còn khỏe. Em có thể đi học và kiếm một công việc nào đó tốt hơn. À, vừa hay nhá, anh vừa tìm được một lớp học miễn phí. Nên nhưng em... mà bây giờ công việc của em rất là ổn. Em không muốn học hành gì cả. Anh đừng làm phiền em nữa. Ok Lan Anh, nghe anh nói đã. Anh tránh xa em ra đi. Ok, Lan Anh, Lan Anh. Không ngờ nó lại lợi dụng lúc đi chợ để nói chuyện với anh Huy. Con rành này, hôm nay tao phải cho mày một bài học mới được. Tôi nói cho cô biết, cô ấy là người con gái xấu tính, xấu nét, không ai thèm. Này, cô đừng tưởng là tôi không biết cái âm mưu của cô. Mà ở trên đời này, dù không còn người con gái nào nữa, hoặc là tôi có ế nhá, cũng không bao giờ tôi thèm lấy cô. Anh Ngô Quốc Chiến, anh làm cái gì đấy? Bình thường đúng không? Không sốt gì cả. Uống thuốc gì chưa? Okay. Em có làm sao đâu. Ui giời, thế mà mẹ cậu gọi nhặng lên cho anh. Bảo là cậu đang ốm, phải bảo anh chăm sóc. Em ổn, không sao cả. Thế là tốt rồi. À mà này, mẹ cậu có bảo anh ấy là lần trước cậu đi xem mắt là thất bại đúng không? Vâng. Người ta hơi bị tức giận đấy. Lần này là bác gái ra chỉ thị tiếp là anh phải làm nào là đưa cậu đi xem mắt lần nữa đấy. Cái gì? Xem mắt lần nữa? Ừ. Tức là xem mắt cô gái khác hay là lại vẫn cô đấy? Vẫn cô đấy. Em nói thật với anh nhé. Cái cô gì nhỉ? Cô My đúng không? Vừa xấu tính vừa xấu nết. Em nói thật, em không muốn gặp lại cô ta lần thứ hai đâu. Anh cứ nói với mẹ em thế, bố mẹ em cứ bị làm sao. Thế thì anh lại gửi thêm lời bác bảo là nói mà không nghe ấy, đấm cho phù mồm lên. Thế bố mẹ em có nói gì được không? À con, cái này anh sẽ phải truyền đạt 100% ý để cho chú hiểu. Anh sẽ truyền đạt hết tất cả bác gái bảo anh là như này. Đây thì là tí anh truyền đạt cho nó chuẩn.
Nam con. Ơ My nó là người tốt. Đó. Con chưa thấy nó tốt ấy là bởi vì con chưa tìm hiểu về nó thôi. Đấy, hiểu chưa? Quay cái mặt ra đây, mẹ đang nói. Bây giờ ấy, mẹ muốn con tìm hiểu thật kỹ về nó đi. Con sẽ thấy được nó tốt đẹp, biết đâu con yêu nó thì sao? Đúng không? Nó là người tốt á? À? Nào không được cãi mẹ. Đấy, Nguyên Phan ba cái bảo với anh như thế. Cô đấy mà là người tốt á? À? Em chả tin. Không tin đúng không? Chắc không tin chưa? Hay ha. Anh làm cái gì đấy? Có cái gì đâu. Ba cái bảo anh rồi. Nói không nghe thì đấm thôi. Lâu rồi anh em chưa đánh nhau nhé. Chuẩn bị đi em trai. Anh Chiến, thả em ra, đau tay quá. Thế bây giờ cậu có chịu nghe lời anh đi chém mắt không? Không. Sai người lại như kia. Ui, trời ơi. Này, không được chụp. Tôi đuổi việc cậu bây giờ. Chết rồi, đứng lại nhanh. Lan Anh. Dạ. Tại sao mày ở sau lưng tao lại làm ra những cái trò bị ổi như thế này? Mày mặt dày chơi chẽn thật đấy. Chị nói cái gì đấy? Em không hiểu ạ. Mày còn giả vờ đứng nữa à? Đừng có trưng cái bộ mặt ngây thơ đấy ra cho tao xem. Tao chán cái kiểu của mày lắm rồi. Ai cho mày đi gặp anh Huy? Em không có ạ. Thật sự là do anh ấy tìm đến. Em cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với anh ấy ạ. Không có cái gì. Mày lừa được mẹ tao chứ mày không lừa được tao đâu, nghe chưa? Cái loại con gái quê mùa xấu xí như mày ý, có phấn đấu cả đời cũng không bao giờ lấy được trai thành phố đâu. Em không có chị. Không có á? Có hay không ý thì mày phải tự biết. Anh Huy là bác sĩ giỏi, gia cảnh thì tốt, nhà thì nhiều tiền, cho nên là rất nhiều đứa muốn làm người yêu của anh ý đấy. Từ giờ nhá, mày mà còn gặp anh Huy nữa ý, tao đuổi việc mày đấy. Dạ vâng. Đứng đi làm cái gì nữa? Đi vào chuẩn bị đi xem mắt cho tao đi. Xem mắt gì nữa ạ? Lần trên đi xem mắt rồi mà. Chỉ vẫn cái thằng lần trước đấy. Chả hiểu nó nói gì với mẹ mà bây giờ mẹ tao bắt phải đi xem mắt lần hai nữa. Mày chuẩn bị đi. Em không làm được nữa đâu. Tao không nhờ vả mày mà tao đang ra lệnh cho mày đấy. Nếu mà mày không đi ấy, tao đuổi việc mày có thế thôi. Mày nên nhớ ở nhà vẫn còn mẹ già bệnh tật nữa đấy. Em nhớ rồi. Đi vào đây, tao đưa cho cái váy tử tế mà mặc. Đừng có làm mất mặt tao đấy. Dạ vâng. À, anh còn cười. Em không ngờ anh đánh em như thế luôn. Anh nhìn anh ấy, anh to như con voi này. Giời đấy. Bây giờ may là anh còn gầy bớt đi rồi đấy. Nhưng mà gầy đè vào tay em bóng với cả gân. Thôi thông cảm cho anh. Bác gái dặn anh thì anh cứ làm thế thôi. Tại vì anh cũng sợ là cậu trốn không đi xem mắt nó mới thế đấy. Anh có muốn thế đâu. Không ngờ cậu yếu vậy. Chứ gì đã sái tay rồi. Thế hóa ra là em sai. Không phải là cậu sai. Anh sai. Tại anh hơi bị quá tay một tí. Thế nhưng mà thực ra anh cũng lo. Sợ cậu trốn nên mới thế. Mà anh thấy người ta bảo là cái cô My này vừa ngoan hiền, vừa tốt bụng, mà học giỏi nữa. Thủ khoa đầu ra lại học còn gì đấy. Ui giời. Anh ca ngợi cô ta quá. Đến lúc gặp ấy, theo anh còn thất vọng ấy. Thôi bây giờ nhìn anh nhá. Anh đưa em đến cửa quán thôi. Sao em tự vào nhá. Anh đi về đi. Không được, anh phải theo cậu chứ. Ồ, thế bây giờ anh không tin em à? Thôi rồi. Nhảy nhá, em thề được chưa? Nếu em mà trốn một lần nữa thì... Đây, em gãy nốt cái tay còn lại. Thôi, anh xin cậu. Anh xin cậu. Cậu là chủ tịch ấy, anh không muốn đấm chủ tịch liên tục thế đâu. Thôi được rồi, anh tạm tin. Bây giờ anh có việc anh phải đi trước. Cậu cứ tự đi công việc của cậu đi nhá. Rồi rồi, anh đi đi. Này ạ. Tôi không thích cô. Tôi cũng vậy. Coi như là chúng ta sẽ kết thúc buổi xem mắt tại đây. Ai về nhà đấy? Rất nhanh gọn. Ok. Không được. Chị My đã bảo mình phải đến đây đến cuối buổi. Nếu về sớm, chị ấy đánh chết. Khoan đã. Anh Chiến đang ở ngoài. Mình mà đi ra, có khi lại bị đè xuống gãy nốt tay còn lại. Sao chưa đi? Anh không về thì làm sao mà tôi về được? Chắc là thấy tôi đẹp trai quá nên là muốn ngồi lại ngắm cái gì. Anh đừng có bảo tưởng đi. Tôi gặp biết bao nhiêu người đẹp trai hơn anh đấy. Phép. Có khi cái tay của anh ấy
giả nê. Này, cô xem lại mình đi nhá. Cô thì đẹp lắm đấy, mặt thì bánh bao lại còn thấp. Này, có điên thì mới giả vờ gãy tay nhá. Đây là tôi bị bong gân thật, hiểu chưa? Được rồi, tôi xem thử. Xem gì? À! Anh làm sao đấy? Gãy tay thật à? Cô bị điên à? Cô đã bong gân rồi, được cô lại còn bẻ thêm nữa, gãy rồi đây này. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Đền đi. Đền gì? Bằng cách nào? Chưa xong. Bóp vai đi. Thoải mái quá. Này, gãi đầu cho tôi đi. Là tàn tật nhá, đừng có mà lợi dụng. Được rồi, thế để tôi điện cho bác, bảo bác là cô bẻ tay tôi. Tôi làm. Đấy, làm luôn đi, có phải là đỡ mất thời gian à? Gãi đầu cơ mà. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, bên trái, rồi. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Nào, gãi mạnh lên, đúng rồi. Này, gãi, gãi. Này, 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 này. Làm cái gì đấy hả? Xấu quá. Cười cái gì? Cô nhìn tôi đi. Cô làm tôi ra nông nỗi này còn gì nữa. Sợ chết. Nhũ rồi thôi. Được rồi, tôi tự uống. Có làm cơm cho anh này, anh ăn thử xem có ngon không nhá. Anh cảm ơn nhá. Đúng là em gái tốt của anh. Sao anh cứ gọi em là em gái mãi thế? Anh không biết tình cảm của em à? Em thích anh còn gì nữa? Bi à, nhưng mà thực sự ấy là anh không thích em. Anh chỉ xem em là em gái tốt của anh thôi. Mà thôi, không có chuyện gì nữa ấy, thì anh đi làm đây. Là tại con Lan Anh chứ gì? Em biết. Em biết hết mọi chuyện rồi đấy. Anh cứ suốt ngày đến nhà em tìm gặp nó ấy. Nhưng mà anh cũng đừng có mơ mộng nữa. Nó sắp lấy chồng rồi. Hả? Gì cơ? Lấy chồng á? Ừ. Thì nó đi xem mắt thay em. Nhưng mà chả biết thế nào, chúng nó đã thích nhau rồi. Bây giờ đang hẹn hò và sắp cưới rồi. Anh thấy chưa? Chỉ có mình em thương anh thôi. Mi, em nói như thế anh không tin đâu. Anh phải đi tìm Lan Anh để hỏi cho ra rẽ chuyện này. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 3 tháng rồi. Mà kể từ ngày gặp em, hôm đó nếu mà tay anh không bị bong gân thì chắc là anh không có vợ như em đâu. Anh cũng giỏi lợi dụng ghê á. Cái lúc đó lại còn bắt em phải chăm sóc, cung phụng cho anh ấy chứ. Thì sắp tới chúng mình kết hôn với nhau rồi. Lúc ấy em tha hồ mà hành hạ anh rồi bắt anh phải cung phụng lại em. Mà này, hôm trước anh thấy em gặp mẹ, sao cách cư xử của hai người khác thế? Có chuyện gì à? Dạ không, em với mẹ bình thường mà, có chuyện gì đâu ạ. Mà thôi, em hơi đói bụng rồi, hay là mình đi ăn đi. Được, em thích ăn gì? Ăn gà đôn đi. Ok. Lan Anh! Bác sĩ Huy. Anh Huy. Trùng hợp thật đấy. À, để tôi giới thiệu với anh. Đây là My, bạn gái của tôi và cũng là vợ sắp cưới của tôi. Anh vừa gọi cô ấy là gì cơ? Là My, anh mau quên thế. Này, bọn anh là bạn đấy. Em có nhớ lần trước ấy là anh ấy giúp em. Em quên à? Không ạ. Không quên.
Mà lúc nãy anh gọi cô ấy là gì? À không, tôi nhìn nhầm. À. Ôi chị My ơi, chị My. Anh Huy biết tất cả mọi chuyện rồi. Anh ấy nhận ra em rồi. Cái đồ vô liêm sỉ này. Về đây khoe khoang làm cái gì? Khoe là được Huy thích à? Em không có ý đó. Nhưng mà bây giờ phải làm sao ạ? Cưới xin cái gì? Em không cưới đâu. Mày phải cưới. Nhà anh ta cho mẹ tao vay rất là nhiều tiền. Mẹ tao không trả được cho nên là mới bắt tao đi xem mắt để kết hôn đấy chứ. Chuyện kết hôn mà thành công ý, coi như là cái khoản nợ đấy cũng được xóa bỏ còn gì nữa. Nhưng nhị cái gì? Mà nghe tao không kịp à? Cái nhà cho vay tiền đấy ý, có chết tao không thèm. Cho mày cưới là tốt lắm rồi còn dám đòi hỏi nữa. Em không làm chuyện này đâu. Em sẽ phải cảm ơn anh Nam. Em sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. Mày dám à? Mày mà nói nhá, tao sẽ đuổi việc mày. Sau đó ấy, tao không cho mày tiền nữa. Bắt mày phải về quê sống, rồi đổ hết tội lên đầu mày đấy. Sao chị có thể làm như vậy được ạ? Bây giờ em đang rất cần tiền. Mẹ em cần tiền chữa bệnh nữa. Chị làm như vậy thì mẹ con em biết sống làm sao? Thế em là em họ của chị mà. Thế thì mày phải biết điều. Mày phải im lặng, rồi làm theo tất cả những gì tao bảo. Nếu không ấy, tao sẽ không cho mẹ mày tiền chữa bệnh nữa. Mày nghe tao thì còn có tiền mà chữa bệnh cho mẹ mày chứ. Nhưng mà bây giờ anh Huy, anh ấy đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Mà anh Huy còn là bạn thân của anh Nam nữa. Giấu làm sao được hả chị? Thì tao sẽ bảo là tao chả biết cái gì cả. Lỗi là do một mình mày gây ra thôi. Mày biết điều đi. Tóm lại là nghe tao đi. Nếu không ấy, thì chỉ có nước mà ngồi cầu nguyện thôi. Cậu bảo là có chuyện gì muốn nói với tôi? Anh nói đi. À, tôi muốn nói về My, người yêu của anh ấy. Anh thấy cô ấy thế nào? Tôi thấy là một cô gái khá là đáng yêu, nhưng mà hơi vụng về. Nhưng mà tôi rất là thích và yêu cô ấy thật lòng. À, nhưng mà anh là chủ tịch, còn My thì chỉ là người bình thường. À, không sao đâu. Tôi đã giấu cái chuyện mà tôi là chủ tịch rồi. Tôi chỉ bảo cô ấy là tôi kinh doanh bình thường thôi. Thế nhưng mà sao anh lại hỏi tôi chuyện đó? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không? À ừ. Anh Nam, thực ra tôi muốn nói